Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ Việt Nam coi hội nhập kinh tế quốc tế là động lực để cải cách kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Hội nhập Kinh tế mới đây. Cũng tại diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ rõ những hạn chế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI có sự thành công lớn với khoảng 24.000 dự án, tổng vốn trên 320 tỷ đô la Mỹ. Nhiều FTA thế hệ mới được ký kết, nhiều thị trường mới được mở ra. Nhờ đó, xuất khẩu hàng hóa luôn có xu hướng tăng với tốc độ bình quân khoảng 16,6% một năm. Năm 2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt con số 100 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục lập mốc 200 tỷ đô la Mỹ và ghi nhận con số 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Và năm 2017, con số này là 400 tỷ đô la Mỹ, chính thức lập một kỳ tích mới. Chính phủ đã xây dựng các chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ cụ thể để các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhằm thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua các chương trình này hoạt động này, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực và tinh thần hội nhập cao của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, năm APEC 2017 đã thành công rực rỡ với vai trò tích cực của chủ nhà Việt Nam, thể hiện một tâm thế chủ động hơn của đất nước trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, công tác hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn một số bất cập tồn tại như sức cạnh tranh chưa bắt kịp với hội nhập, khu vực doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI chưa có sự liên kết hiệu quả, nhận thức và hành động của một số ngành địa phương, đặc biệt của người dân, doanh nghiệp về hội nhập chưa đầy đủ, nên hành động chưa đủ quyết liệt để chuyển tình thế phù hợp với hội nhập quốc tế. Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, thì Việt Nam là cần phải tập trung hoàn thiện cái thành tố thứ hai và thứ ba. Đấy, tức là việc thực thi các hệ thống quy tắc chuẩn mực và cái cơ chế thực thi giám sát và xử lý các cái vi phạm. Để đóng góp cho công cuộc hội nhập kinh tế nói riêng và sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, người đứng đầu Bộ Công Thương kiến nghị cần tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Cần tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện luật pháp trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, nội luật hóa theo lộ trình phù hợp với những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là luật pháp về thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, lao động, công đoàn, v.v. để bảo đảm tranh thủ được thời cơ thuận lợi, vượt được qua những khó khăn thách thức từ việc tham gia và thực hiện các FTA thế hệ mới này. Thứ hai, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế. Các địa phương cần chú trọng cho việc lồng ghép thực thi các chương trình hành động vào các kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ tập trung triển khai chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể tại các bộ, ngành, địa phương, cần chú ý gắn việc thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với quá trình cải cách. Thủ tướng lưu ý cần tập trung tổ chức lại cơ cấu của nền kinh tế theo quan điểm kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cần rà soát lại các thỏa thuận hội nhập kinh tế quốc tế. Tôi muốn nhấn mạnh sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ, các ngành, các địa phương cùng với gắn liền với chương trình hành động trong cải cách, nhất là tạo điều kiện cho kinh doanh. Các ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế cần phát huy và tăng cường hơn nữa kết nối, điều phối các bộ ngành địa phương để tổ chức triển khai hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2018 là một thời điểm bước ngoặt hết sức quan trọng trong lộ trình thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh việc đàm phán các hiệp định mới, công tác điều phối để thực thi hiệu quả các hiệp định đã ký kết có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việt Nam kiên trì chủ trương hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò chính phủ kiến tạo phát triển, từng bước hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo lập môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư quốc tế. Xóa bỏ các giấy phép con, rào cản, cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân.
Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu các vấn đề mới về hội nhập kinh tế quốc tế như tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, xu hướng chuyển dịch trọng tâm, hợp tác trong khuôn khổ khu vực và toàn cầu như ASEAN, APEC, ASEM, WTO, những tác động của tình hình kinh tế chính trị thế giới tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.